Em bước suốt đêm thao thức vì em. Đó mọi người, chúng ta thấy không? Nó chỉ đâu đó là từ 90 hertz trở lên thôi mọi người đó. Rồi tiếp đến thì mình sẽ thử qua một số dòng nhạc cụ để xem là cái tần số nó đáp ứng được như thế nào. Nhạc công đứng ở trên sân khấu sẽ phải nghe tiếng sub quá nhiều, tạo ra khó chịu và rất là mệt khi ngồi ở thời gian lâu ở trên sân khấu. Vì thế cho nên các kỹ sư đã tính toán làm sao để phía sau nó nghịch pha với nhau, để phía sau âm thanh nó được triệt tiêu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa thì chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với clip của ngày hôm nay. Ok mọi người, thì hôm nay mình làm clip là mình và mọi người chúng ta sẽ trao đổi một số vấn đề. Đó có nghĩa là sự khác biệt của khi chúng ta đặt sub stereo và đặt sub mono, nó có sự khác biệt như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta trao đổi rồi chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định mọi người ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người chúng ta xem cái biểu thị của khi chúng ta đặt sub theo kiểu stereo. Khi mọi người nhìn vào cái biểu đồ này thì mọi người sẽ thấy được những cái gì. Đây là sub được đặt theo kiểu là stereo. Thì khi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy khoảng cách giữa sub trái và sub phải, chúng ta thấy ở ngay ở giữa đây nó đã bị triệt tiêu. Rồi là góc phụ âm thanh, chỗ này thì nó bị lõm, nó bị thiếu đi, chỗ này thì nó lại dư ra, chỗ này nó bị thiếu đi. Và cũng tương tự như vậy ở phía sau sân khấu cũng vậy. Đó, mọi người sẽ thấy như vậy. Đó, tức là âm thanh nó sẽ không được phụ đều xuống cái phần không gian khán giả. Thì mình sẽ giới thiệu luôn tiện thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một số cách đặt sub khác nữa. Và đây là đặt sub theo kiểu Cardioid. Thì bởi vì sao mà phải đặt sub như thế này? Qua những thời gian nghiên cứu rồi này kia, ban nhạc rồi ca sĩ người ta thắc mắc, người ta đánh giá, ui, đứng trên sân khấu âm thanh mâm sub nó đánh, nó làm cho rất là khó chịu cho ban nhạc, làm khó chịu cho ca sĩ khi mà ca. Vì thế cho nên các nhạc kỹ sư người ta đã phải tính toán rồi người ta cho ra một cái phương thức khác nữa, đó là theo kiểu dạng đặt sub theo kiểu Cardioid. Rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta nhìn vào biểu đồ này. Thì mọi người nhìn vào đây, mọi người thấy thì sub được đặt theo kiểu Cardioid, có nghĩa là một chiếc sẽ hướng ra về phía khán giả và một chiếc nữa sẽ hướng về trên sân khấu. Thì kiểu này là chủ yếu muốn là giảm đi cái cường độ âm thanh ở phía sau sân khấu để tránh trường hợp khi ca sĩ hoặc các nhạc công đứng ở trên sân khấu sẽ phải nghe tiếng sub quá nhiều, tạo ra khó chịu và rất là mệt khi ngồi ở thời gian lâu ở trên sân khấu. Vì thế cho nên các kỹ sư đã tính toán làm sao để phía sau nó nghịch pha với nhau, để phía sau âm thanh nó được triệt tiêu. Đó. Và phía trước thì nó sẽ là đồng pha, âm thanh sẽ hoàn toàn tập trung về phía trước. Thì mọi người nhìn vào biểu đồ này thì mọi người chúng ta cũng sẽ thấy được rằng phần phía sau sân khấu thì âm thanh nó sẽ bị giảm xuống và phần phía trước sân khấu thì âm thanh nó sẽ được phụ đều hơn và rộng hơn. Đó. Thì đây là kiểu đặt sub theo kiểu Cardioid. Tiếp đến là một chế độ đặt sub nữa, một kiểu đặt sub nữa đó là đặt sub theo kiểu Alpha Cardioid. Theo kiểu này thì kỹ sư tính toán là đặt một chiếc ở phía sau và một chiếc ở phía trước đều ngoay cùng một hướng về phía khán giả. Chiếc phía sau có nhiệm vụ là để làm sao để cho nó nghịch pha, cũng nó tương tự giống như Cardioid, để giảm đi cái âm thanh ở trên sân khấu khi tiếng sub gây ra làm quá ồn, làm cho ca sĩ hoặc nhạc công nghe quá là khó chịu. Cho nên nhà kỹ sư đã tính toán và làm sao để phía sau được triệt tiêu, giảm bớt âm thanh lại và tập trung âm thanh về phía trước. Thì hai cái kiểu này nó cũng tương tự như nhau. Còn cái sự khác biệt giữa cường độ âm thanh và góc phụ âm thanh nó như thế nào, mình sẽ mời mọi người chúng ta xem vào clip tiếp. Và clip của ngày hôm nay, chủ đề của clip ngày hôm nay là mình muốn nói đó là sự khác biệt của sub stereo và sub mono. Chúng ta nên đặt sub và bố trí sub mono hay là stereo. Quay trở lại thì đây là sub được đặt theo kiểu stereo. Mọi người thấy đó, nó có ok không? Mọi người sẽ thấy biểu đồ này rồi mọi người chúng ta sẽ đánh giá. Sự âm thanh sub nó sẽ ra phía sau sân khấu quá là nhiều. Đó, sẽ nghe rất là khó chịu và phần này nó bị triệt tiêu, rồi chỗ lõm vào chỗ lồi ra, tức là ở chỗ thì nghe nhỏ, chỗ thì nghe lớn, nó không có được phụ đều cái không gian mà chúng ta cần thiết. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy là sub được đặt theo dạng mono. Thì đây mọi người, đây là sub được đặt theo dạng mono. Thì với tần số càng thấp thứ nào thì âm thanh nó sẽ phụ 360 độ đều từ đó.
Thì đây là tần số ở 31 Hz. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy được rằng là hầu như 360 độ tròn và đều cả. Đó, âm thanh sẽ phụ đều trước, sau, trái, phải, phụ rất là đều. Rồi tiếp tục lên tần số 63 Hz. Mọi người chúng ta sẽ chú ý, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt ha. Đây là góc phụ của tần số 63 Hz. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần phía sau này nó hơi bị bóp nhỏ lại một chút, và phần phía trước sẽ tập trung về hơn này. Đó, đây là tần số ở 63 Hz. Rồi tiếp đến là tần số ở 125 Hz. Thì chúng ta sẽ thấy phía sau nó được gom nhỏ lại và cái phần phía trước được mở rộng ra, thì sẽ tập trung về phía trước hơn. Thì nghĩa là như vậy, thì tần số càng cao từ nào thì âm thanh sẽ tập trung về phía mặt loa, tức là về phía trước nhiều hơn. Còn âm thanh càng thấp thì âm thanh sẽ phụ đều 360 độ. Quay trở lại với phần sub mono. Đây là sub được đặt theo dạng chế độ mono. Thì chúng ta sẽ thấy âm thanh sub nó sẽ phụ rất là đều. Đấy, càng xuống tần số thấp từ nào thì nó càng đều từ đó. Và đây là âm thanh được đặt với dạng chế độ stereo. Đó, mọi người thấy nó sẽ bị triệt tiêu một số góc đây ở phần dựa, rồi các phần xung quanh đây nó sẽ bị triệt tiêu bớt đi lại. Đó, tức là âm thanh nó phụ không có được đều bằng so với khi chúng ta đặt sub ở chế độ mono. Thì nhờ khi xem tới đây rồi thì mọi người chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta nên đặt sub ở chế độ mono hay là đặt sub ở chế độ stereo. Thì có nhiều các trường hợp vì vấn đề điều kiện không gian này kia cho nên đòi hỏi chúng ta phải đặt chế độ stereo để tránh vấn đề chiếm diện tích này kia, thì đó là vấn đề bắt buộc. Những người chuyên nghiệp này kia, những các bạn mà hay làm các sự kiện lớn này kia thì họ sẽ tập trung vào làm đặt sub ở chế độ cardioid hoặc alpha cardioid. Thì cái đó thì sẽ cần cái kiến thức cao hơn, họ cần phải biết tính toán và cân pha delay làm sao để cho nó triệt tiêu phía trước ở phía sau, để cho âm thanh nó tập trung về phía trước. Thì cái đó chúng ta cần phải nắm kỹ hơn về vấn đề kỹ thuật thì chúng ta mới có thể làm ra được cái vấn đề đó. Chủ đề hôm nay thì mình sẽ nói cho mọi người chúng ta về cái vấn đề là mono và stereo, cái nào ưu biệt hơn và cái nào nó sẽ lợi thế hơn mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cho mọi người thấy mà những số dựng chấn khi đặt mono nó có tác hại gì hay không, và khi đặt stereo nó có tác hại gì hay không mọi người ha. Đây, chúng ta ngay ở phần giữa đây chúng ta sẽ thấy được rằng là bass rồi snare thì hơi nghiêng về ở bên right một chút đó, rồi phần kick rồi phần vocal tức là giọng cao của chúng ta mọi người. Rồi thì đây là những âm thanh này là những âm thanh sẽ tập trung vào là mono. Mono ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là loa sub, loa full, left right tất cả đều ra một khi thì đó gọi là mono, và đều ra đều như nhau đó thì đó gọi là mono. Còn stereo thì có những lúc chúng ta thấy tôm một thì lại sẽ nằm ở bên bên left, tôm hai thì sẽ nằm ở bên right đó, hoặc là guitar thì cũng nằm ở bên left, rồi là vocal rồi tôm ba rồi scale này kia thì sẽ nằm ở bên right, hoặc là setting này kia đó. Tức là những cái nhạc cụ, có những nhạc cụ thì nó sẽ nằm ở bên left, có những nhạc cụ sẽ nằm bên right. Thì cái vấn đề này là vấn đề của nhà sản xuất nhạc. Người ta sẽ làm ra một cái bản nhạc và người ta sẽ biết một bản nhạc, người ta cần biết được rằng là âm thanh nào sẽ nằm ở left, âm thanh nào sẽ nằm ở right, loại nhạc cụ nào sẽ nằm ở left và loại nhạc cụ nằm ở right, và nhạc cụ nào sẽ là mono. Mình nói lại luôn, mono có nghĩa là khi tất cả âm thanh đều ra một khi luôn, loa trái, phải, loa sub đều ra một khi luôn, thì đó là âm thanh mono mọi người ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói đến tôm. Tôm thì mình sẽ dựng chứng cho mọi người luôn. Thì mọi người sẽ nhìn vào đây, mọi người sẽ thấy được rằng là một cái âm thanh nó sẽ đạt được tần số nào. Thì luôn tiện thì trong clip như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái số mặt khác, ví dụ như là cái tiếng vocal chúng ta nó sẽ đạt được tần số nào, rồi là tiếng kick, rồi là tiếng guitar bass, tiếng guitar xăng nó sẽ đạt nằm ở tần số nào. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ thử cho mọi người cái tiếng vocal của chúng ta để xem ở giọng nam, tức là giọng mình này, mình là giọng nam, mình hát ở quãng thấp nhất để xem là âm tần số mà đạt được là bao nhiêu mọi người. Rồi ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ hát được một quãng thấp nhất, nốt thấp nhất để xem là cái giọng nam của mình nó xuống được tần số là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu mọi người ha. Em bất suốt đêm thao thức vì em. Đó mọi người chúng ta thấy không? Nó cũng chỉ nằm đâu đó là 81 Hz trở lên thôi mọi người ạ. Đó là mình đang hát ở thấp nhất, và bình thường làm gì có khi nào chúng ta hát thấp như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ hát ở mức bình thường.
đó, để xem là tần số đáp ứng được nó sẽ là bao nhiêu. Em bước suốt đêm thao thức vì em. Đó mọi người chúng ta thấy không? Nó chỉ đâu đó là Từ 90 Hz trở lên thôi mọi người, đó. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ thử qua một số dòng nhạc cụ để xem là cái tần số nó đáp ứng được như thế nào. Là ví dụ như là tiếng tôm 1, đó, nó nằm ở bên left. Thì ok, mình sẽ thử tiếng tôm xem là cái đáp ứng tần số của nó từ đâu tới đâu, để mọi người chúng ta cũng là luôn tiện mọi người chúng ta xem, rồi để mọi người chúng ta có thể là biết được, nắm được rõ hơn. Mình sẽ đánh thử tôm 1 mọi người ha. Đó, mọi người thấy không? Tiếng tôm 1 của chúng ta nó sẽ nằm đâu đó là từ 90 Hz. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình thử tôm 2. Đó, tôm 2 thì sẽ nằm đâu đó là từ 115 Hz trở lên. Rồi, tiếp tục tôm 3. Đó, từ 175 Hz trở lên. Và nó sẽ tập trung vào âm chính đó là từ 546 Hz. Rồi, thử một tiếng 2 xem. Đó, mọi người thấy nó cũng nằm đâu đó là từ 2 kHz trở lên mọi người ha. Đó. Tiếp đến thì mình sẽ thử một tiếng kích xem là tiếng kích nó đang nằm ở xuống ở tần số nào. Đó, tiếng kích nó sẽ tập trung vào đâu đó là từ 54 Hz. Đó. Cho đến 183 Hz. Đây là tiếng kích. Tiếp đến bây giờ thì mình sẽ thử một cái tiếng thấp nhất của piano. Nó nằm đâu đó là từ 65, 6, 70 Hz trở lên mọi người ạ. Đây tiếng thấp nhất của piano ở quãng nhất. Rồi mình lên quãng 2. Rồi mình lên quãng 5. Rồi, dựa vào đó thì chúng ta sẽ biết được rằng thì loa full, những tần số này hầu như là nó sẽ nằm phần chính là ở loa full. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe một cái đoạn của một anh nước ngoài, anh chơi guitar điện xem ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ở vấn đề chính. Thì chúng ta có cần phải đặt sub stereo để cho các cái hiệu ứng ví dụ như là tôm qua bên trái của sub hoặc tôm 2 qua bên phải của sub hay không? Đâu cần đâu mọi người. Sub là sẽ luôn luôn sẽ âm thanh nó sẽ ra là mono. Ví dụ như kick, bass, snare, vocal thì hầu như 100% sẽ là nhà sản xuất nhạc sẽ cho nó là mono. Thì vì thế cho nên chúng ta có cần thiết phải đặt sub là stereo hay không? Với những cái trường hợp mà vì cái vấn đề địa hình này kia thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đặt ở là stereo, và còn nếu không được thì chúng ta nên sử dụng sub ở mono, thì cái đó thì góc phụ âm thanh nó sẽ cho ra tốt hơn. Và khi đặt ở chế độ mono, chúng ta sẽ không chịu ảnh hưởng bất cứ một tác động gì giữa vấn đề gọi là stereo, tức là tiếng bên này nghe bên này, tiếng bên kia nghe bên kia đó mọi người. Đó, một cái beat nhạc
thì họ sẽ tập trung vào là những âm thanh nào và là sẽ là mono rồi đó. Nhưng mà lúc này mình đã có nói đó, thì ví dụ như là bass rồi là tiếng vocal rồi tiếng kick này kia thì nó hầu như là mono rồi, cho nên là khi chúng ta đặt ở mono nó vẫn không chịu một ảnh hưởng một cái gì cả. Ngoài ra nữa thì ví dụ như là trong những căn phòng gia đình chẳng hạn, hầu như phòng phòng gia đình thì số lượng lớn là chỉ một suất thôi, cho nên là nó là mono rồi. Rồi là những căn phòng kinh doanh thì cũng tỷ lệ lớn cũng là một suất, mà có những phòng phòng nào lớn thì là hai suất, nhưng mà hầu như thì sẽ nên đặt ở chế độ mono hơn thay vì chúng ta đặt ở chế độ xích te. Chúng ta phải cân này kia rồi là tránh cái trường hợp âm thanh nó phụ không đều này kia. Đối với cái quan niệm của mình á, thì mình thấy là đặt sub ở chế độ mono nó sẽ ok hơn, nó sẽ cho nó góc phụ âm thanh tốt hơn đó các bạn, tune hệ thống nó sẽ đỡ phải rắc rối hơn đó, và âm thanh nó sẽ đều hơn mọi người ạ. Rồi thì clip hôm nay thì mình sẽ tóm lược sơ qua là như vậy thôi đó, còn clip sau thì mình sẽ so sánh cho mọi người biết là cái sự khác biệt của sub Karyotype và Sub Alpha Karyotype nó có sự khác biệt như thế nào về cái cường độ âm thanh và cũng như là về cái góc phụ của âm thanh. Mình nói sơ qua như vậy thì để mọi người chúng ta cùng nắm, để chúng ta cùng tham khảo, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Rồi mọi người thấy có cái gì cần phải bổ sung hoặc là cần chia sẻ cho mình thì mọi người chúng ta có thể comment ở dưới để chúng ta trao đổi cho nhau, để chúng ta nắm thêm những cái kiến thức nó tốt hơn và bổ ích hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.